Dù là anh em ruột thịt cũng đừng dại nói ra năm bí mật này. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, ai trong số chúng ta ở đây cũng đều có những bí mật của riêng mình, đúng không nào? Mà đã là bí mật thì chẳng ai muốn người khác biết đến cả. Tuy nhiên có đôi khi chúng ta vì tin tưởng một ai đó muốn chia sẻ cho nhẹ lòng nên đã vô tình kể ra những điều riêng tư, thầm kín đó của mình. May mắn tìm đúng người để chia sẻ thì không sao. Nhưng chẳng may đối phương là kẻ không giữ chữ tín, không thật lòng với quý vị, thì quý vị sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đấy. Có khi còn là tự mình hại chính mình nữa. Mà điều này thì chẳng ai muốn chút nào, đặc biệt là với năm bí mật sau đây. Có thế nào cũng đừng nói ra với bất kỳ ai, kể cả là anh chị em ruột thịt trong nhà. Một khi nói ra, có thể làm hao tổn phúc báo, ảnh hưởng đến danh dự, thậm chí còn là cách cớ để người khác lợi dụng và đâm sau lưng chúng ta nữa. Đó là năm điều gì? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm ngay trong video ngày hôm nay nhé! Bí mật đầu tiên, đó là những chuyện riêng trong gia đình. Người ta bảo rồi, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, gia đình nào cũng có những câu chuyện của riêng mình. Không nhà nào giống nhà nào cả. Việc mang những điều riêng tư của gia đình mình đi kể với người ngoài đều là điều không nên làm chút nào quý vị ạ. Quý vị có biết lý do vì sao không? Lấy ví dụ thử thế này quý vị nhé. Trong mối quan hệ vợ chồng, không thiếu cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vợ chồng mâu thuẫn bất hòa dẫn đến cãi cọ, giận dỗi cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng thay vì chọn cách nói chuyện với bạn đời để giải quyết vấn đề, quý vị lại chọn kể lể, tiết lộ với người ngoài, thì sẽ nhận lại được gì ạ? Chẳng được gì ngoài vài ba câu động viên an ủi. Chưa kể, nếu người mà quý vị chọn để chia sẻ không phải là một người biết giữ miệng, rất có thể họ mang câu chuyện gia đình của quý vị đi kể với những người khác, biến tấu rồi phóng đại thành những câu chuyện kinh khủng hơn, thì làm thế nào? Mà một khi chuyện không hay trong gia đình, không nên bóc mẽ ra bên ngoài. Khi những xung đột của gia đình mình được rêu rao khắp đường làng ngõ xóm, không chỉ chính người trong cuộc phải gánh chịu mà còn ảnh hưởng tới bộ mặt của cả gia đình. Người khác không chỉ cảm thấy người mâu thuẫn đó có vấn đề mà còn cảm thấy gia đình này thực sự không hòa thuận. Thế nên, theo ngẫm sự đời, trong quan hệ tình cảm, dù vợ chồng có mâu thuẫn hay cãi vã, cũng nên đối mặt với nhau để giải quyết thay vì chia sẻ cho người khác. Chia sẻ với người khác có thể làm mình bỏ qua được cái nóng giận nhất thời, nhưng nhiều lúc sẽ là sai lầm khi mang lại những rắc rối cho bản thân và gia đình. Quý vị nên nhớ rằng, người ngoài, họ không thực sự quan tâm đến chuyện gia đình bạn. Nếu có, cũng chỉ dành ra dăm ba câu an ủi rồi thôi. Chia sẻ với người khác những điều quá riêng tư, không chỉ khiến họ không thoải mái, mà còn không tôn trọng người thân của mình. Người khôn ngoan chắc chắn sẽ không làm vậy đâu quý vị ạ. Bí mật thứ hai, đó là bí mật của bạn bè. Ai trong đời cũng có một hay vài người bạn tốt. Tốt ở đây là tốt trong mọi mặt, thậm chí chẳng ngần ngại chia sẻ cả những điều riêng tư với nhau. Quý vị hẳn có những người bạn như thế, đúng không ạ? Và cũng phải tin tưởng nhau lắm thì mới dám đem chuyện của mình để nói với bạn. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu chuyện riêng của mình lại bị chính người bạn mình yêu quý mang đi rêu rao khắp nơi thì sẽ như thế nào? Thật khó để chấp nhận, đúng không quý vị? Không ai thích làm bạn với một người suốt ngày đem những chuyện thầm kín của mình để kể cho người khác. Nếu một người nói cho quý vị nghe những bí mật của họ thì chứng tỏ
họ rất tin tưởng quý vị. Nếu quý vị rất thản nhiên đem những bí mật đó chia sẻ với người thứ ba, thứ tư, điều đó có nghĩa là bạn đang phản bội lại bạn bè. Một người thông minh sẽ không bao giờ làm chuyện đó, vì họ biết làm vậy là tự hủy hoại tình bạn mà mình đang có, là tự đánh mất đi giá trị của bản thân. Đó cũng là cách bạn tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Người khôn ngoan thực sự sẽ biết gìn giữ và bảo vệ cái đáng giá hơn. Bí mật thứ ba, đó là thu nhập của bản thân. Nếu ai đó hỏi quý vị thu nhập bao nhiêu, lương tháng thế nào, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào ạ? Đừng vội mà tiết lộ con số thật mà mình có quý vị nhé. Hãy tìm một cách khéo léo để trả lời, vừa không nói ra mà lại không làm phật ý người hỏi. Thực ra, thu nhập cao là một chuyện đáng mừng, chứng tỏ bản lĩnh và năng lực của quý vị. Nhưng cũng đừng vì thế mà thấy vui quá rồi khoe khoang khắp nơi, hoành hoang với thiên hạ. Việc khoe thu nhập không làm cho người khác ngưỡng mộ quý vị nhiều hơn đâu. Đôi khi nó còn khiến quý vị trở nên thấp kém, bị tiểu nhân gièm pha, ghen tức, đố kỵ, rất dễ chuốc lấy thị phi. Không chỉ vậy, còn bị người trên khinh rẻ, coi thường, không nhận được chỉ dẫn, mất đi quý nhân chỉ lối, cơ hội thăng tiến ngàn vàng. Khoe khoang thu nhập của bản thân quá mức còn có thể mang đến cho quý vị cả những rắc rối không đáng có. Chẳng hạn như trở thành đối tượng để người khác tìm đến vay tiền. Lúc ấy sẽ khó xử vô cùng, ảnh hưởng đến cuộc sống, kế hoạch của bản thân. Không cho vay, tình cảm sứt mẻ, thậm chí còn bị đặt điều là keo kiệt. Cho vay rồi lại không lấy lại được. Thế nên, ngoài những người cực kỳ thân thiết ra, bạn kiếm được bao nhiêu, ngậm chặt miệng là tốt nhất. Bí mật thứ tư là đừng kể lể hoàn cảnh thực tế thực của bản thân. Vì muốn nhận được sự quan tâm, vì muốn người khác chú ý, cho nên rất nhiều người đã không ngừng kể lể về hoàn cảnh của bản thân mình. Nhưng điều này chẳng hề hay ho chút nào. Mọi người đều rất quan tâm đến thể diện của mình khi hòa nhập ngoài xã hội, dù có nói ra hay không. Ai đó có thể nói rằng điều này thực sự phù phiếm, nhưng ở góc độ khác, đây thực chất là lòng tự trọng của một người. Dù nghèo, nhưng tôi vẫn muốn giữ cho lưng mình thẳng. Song một số người lại luôn thích khóc vì nghèo, than vì cuộc đời sao bất công quá. Họ coi nghèo như một tấm huy chương của mình, thích đem kể khắp nơi để nhận được sự cảm thông và thương xót. Trên thực tế, hành động đó không hề giúp ích cho gia đình. Những người thực lòng muốn giúp quý vị thì không cần nói, họ cũng sẽ giúp bạn một tay. Còn những người không sẵn lòng giúp đỡ quý vị, cho dù chúng ta có nói về hoàn cảnh của quý vị đáng thương thế nào đi chăng nữa, họ cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, không chút cảm xúc. Nếu buộc phải giúp đỡ quý vị thì giữa hai người chỉ là sự thương hại không hơn. Cho dù mục đích kêu khóc là gì, nghèo thật hay nghèo giả, thì hành vi của chúng ta cũng đang bộc lộ những khuyết điểm của bản thân. Điều này không những không giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ mà còn khiến một số người xa lánh mình nữa. Vậy nên suy cho cùng, không ai muốn làm bạn với một người luôn gặp khó khăn về tài chính. Họ sợ sẽ gặp rắc rối. Bí mật thứ năm, đó là những mục tiêu và tham vọng của bản thân. Tôi nhớ người xưa có câu là nói trước thường bước không qua. Có thể quý vị sẽ thấy điều này khó xảy ra, nhưng có luận điểm khoa học thực sự đằng sau củng cố cho sự thật rằng quý vị hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu dài hạn của mình nếu quý vị không chia sẻ điều đó với người khác. Nhiều người cho rằng nếu nói ra mục tiêu của mình với người ngoài thì sẽ có được sự góp ý và giúp đỡ. Kế hoạch sẽ dễ dàng thành công hơn. Tuy nhiên, đa số việc tiết lộ kế hoạch
sẽ giảm khả năng thực hiện được kế hoạch đó. Hơn nữa, khi quý vị nói với người khác về những khát vọng trong tương lai của mình, quý vị có thể cảm thấy như thể những sự vui thích khi đạt được mục tiêu bị lấy mất. Vì vậy, quý vị không còn làm việc chăm chỉ để đạt được nó nữa. Tuy nhiên, nếu quý vị chỉ giữ những mục tiêu đó cho bản thân mình thôi, thì quý vị sẽ có nhiều cơ hội đạt được nó hơn. Và một khi quý vị làm được điều đó, hãy thoải mái kể cho cả thế giới biết về nó. Người khôn ngoan sẽ giữ những tham vọng đó cho riêng mình và âm thầm thực hiện. Như vậy, vừa tránh được bị nhiều người dòm ngó, thậm chí ngay cả khi thất bại cũng chẳng ai cười nhạo họ. Xem đến đây, nhiều quý vị sẽ nói rằng, vậy thì không lẽ gặp bạn bè thì chỉ hỏi thăm xã giao, chứ đừng chia sẻ điều gì hay sao? Không hẳn là như thế quý vị ạ. Chúng ta vẫn tham gia câu chuyện, nhưng hãy là những người lắng nghe nhiều hơn. Có những chuyện mình vẫn nói, nên nói, nhưng cũng có những chuyện hãy hạn chế bớt lời đi một chút. Hiểu được điều này thì cả bạn và đối phương sẽ đều cảm thấy rất thoải mái khi giao tiếp với nhau đấy ạ. Quý vị thân mến, có một câu nói mà tôi thấy vừa hay vừa thấm, đó là lời nói cũng là tiếng lòng. Quý vị có thấy đúng không ạ? Lời nói là âm thanh của suy nghĩ, là tiếng nói bên trong của một người. Nó giúp chúng ta hiểu thêm về nội tâm của một người, từ đó có thể đánh giá được sơ bộ nhân phẩm của họ, xem họ có đáng để kết giao hay không. Thông thường, những người có phẩm hạnh kém, hễ cứ mở miệng là kiểu gì cũng nói ba loại lời nói sau. Nếu thấy xung quanh có người như vậy, quý vị nên cẩn thận và cố gắng tránh họ càng xa càng tốt nhé. Lời thứ nhất đó là người thích đánh giá người khác. Quý vị đã từng gặp kiểu người như thế này chưa ạ? Tôi quen biết một cô gái rất xinh đẹp. Cô có cách nhìn nhận mọi việc theo thước đo về sự hấp dẫn và thu hút về ngoại hình. Mọi thứ từ cuộc phỏng vấn xin việc đến mặc cả để giảm giá khi mua sắm, hay cách đối phó với bà mẹ chồng hay giày la. Nếu ai đó đối xử không tốt với cô, thì cô nghĩ chỉ bởi vì họ cảm thấy ghen tị bởi vẻ đẹp của cô. Nếu ai đó đối xử tốt với cô, thì đơn giản vì họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô và muốn được gần gũi với cô. Cô đánh giá bản thân qua vẻ đẹp ngoại hình và sự hấp dẫn. Và theo lẽ tự nhiên, cô đánh giá thế giới với những người xung quanh bởi vẻ đẹp và sự hấp dẫn của họ. Tôi cũng biết một gã thất bại toàn tập. Anh ta là một kẻ vụng về trong giao tiếp và không ai thích anh. Anh nhìn thế giới như một cuộc thi trên truyền hình thực tế. Ở nơi đó, anh là một thí sinh thất bại. Tất cả mọi thứ, từ số tiền ít ỏi anh kiếm được, mấy quán ăn sập sệ mà anh hay ghé, hay cách mọi người dửng dưng, không quan tâm khi anh nói đùa. Nếu có ai đó coi thường anh sẽ nghĩ vì họ nhận ra họ đang ngon ăn hơn anh ta rất nhiều. Nếu ai đó đối xử tốt với anh, thì đơn giản là bởi vì họ thấy anh thật đáng thương, hoặc họ là một kẻ thất bại đáng thương hơn cả anh ta, nên họ có thể đồng cảm với anh. Anh đánh giá bản thân qua địa vị xã hội anh đang có. Và dĩ nhiên, anh đánh giá thế giới và mọi người xung quanh theo địa vị xã hội của họ. Có thể nói rằng, chúng ta luôn phán xét một ai đó dựa trên những điều mà ta đang sở hữu. Có người chọn sự giàu có, người khác lại chọn sắc đẹp, bởi chúng ta mang những hệ giá trị khác nhau. Nhiều người dùng chuyện của người khác thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn rồi bàn tán sau buổi cơm chiều. Đặc điểm chung của những người thế này là không bao giờ thấy được điểm tốt của người xung quanh, bởi vì họ thích dùng ác ý của bản thân để nghĩ về người khác. Khả năng nổi bật của họ là thêm dầu vào lửa, không thích thấy người ta sống tốt hơn mình nên mới soi mói người khác và dùng cách nói xấu để che lấp sự ghen tị trong lòng mình. Nhưng đến khi bị vạch trần thì họ lại lấy lý do rằng bản thân thẳng tính.
có sao nói vậy để che giấu sự xấu tính đó. Kiểu người này thường chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà không bao giờ nhận ra sự nông cạn, vô văn hóa của mình. Đức Phật từng nói, quản tốt chính mình là Phật, quản chuyện người khác là ma. Những người suốt ngày nhìn chằm chằm cuộc sống người khác sẽ chẳng thể nào khá lên nổi, chỉ khiến bản thân trở nên hẹp hòi và thiển cận thêm. Thứ hai, đó là thích xúi dục, ly gián người khác. Nơi có người ắt có thị phi, câu này chẳng bao giờ sai quý vị ạ. Chỉ với một tin tức mà biết bao nhiêu người bàn từ đầu xóm đến cuối xóm. Câu chuyện đơn giản bị đồn thành phức tạp, đảo trắng thay đen. Trong cuộc sống có rất nhiều mâu thuẫn mà chúng ta không bao giờ tách rời những con người thích khơi gợi thị phi như thế này. Lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần có thể biến thành sự thật và gây ra tội ác không thể cứu vãn được. Tôi từng nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một người tên là An Đình Bách, ăn nói rất hay. Nhưng ngày thường anh ta chẳng làm gì, chỉ thích đi gây chuyện bất hòa. Hai vợ chồng người ta đang mặn nồng, lại trở mặt vì sự góp mặt của anh ta. Anh em thân thiết cùng nhà trở nên đề phòng nhau cũng vì nhờ cái miệng của anh ta. Sau đó An Đình Bách cũng phải chịu báo ứng. Cả đời anh ta đều phải sống trong nghèo túng. Cổ họng và lưỡi lúc nào cũng ưng mủ, rất khó chịu. Những người thích gợi chuyện thị phi, gây bất hòa sau lưng người khác, sớm muộn gì cũng phải trả giá cho lời nói và việc làm xấu xa của mình. Sự thật không thể bị bóp méo cả đời, cái giá không thể mãi mãi bị đánh cháo thành sự thật. Rồi có ngày chúng sẽ phải trả về đúng vị trí cho nhau. Khi sự thật được phơi bày cũng là ngày nhân quả hiển hiện. Kết giao và người thích xúi dục bất hòa và có ý đồ xấu chỉ khiến ta tự chuốc họa vào thân. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Quý vị hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại quý vị. Quý vị lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối quý vị. Theo nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Những lời ái ngữ có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Và nếu khuyến tấn đúng thời điểm, đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương. Từ đó, dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi và những việc làm bất thiện. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta phải ăn năn hối hận cả đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Ác khẩu, ác ngữ là những lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Tuy nhiên, nói nặng lời hoặc lớn tiếng trong chừng mực nào đó không phải là ác ngữ, nhất là trong quá trình giáo dục con cái của cha mẹ, giáo huấn học trò của thầy cô. Những lời nói cay độc gây tổn thương tới người đối diện cũng vô tình gây họa cho chính bản thân mình. Điều này không phải ai cũng biết. Theo giảng sư Thích Chí Huệ, trong ba nghiệp thân khẩu ý thì khẩu nghiệp làm cho chúng ta tổn phước nhiều nhất. Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất cho việc tu hành, là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chứng đạo, là sức mạnh sát hại sinh mạng lớn nhất cho việc tu hành, là nghiệp lực chính yếu đưa ta đọa xuống ác đạo, là sức mạnh ngăn trở lớn nhất cho việc vãng sanh, khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng, khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hưng thịnh, khiến chúng sanh thoái mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người. Những lời nói cay độc gây tổn hại tới người đối diện cũng vô tình gây họa cho chính bản thân mình. Điều này không phải ai cũng biết.
Thứ ba, đó là buông lời hứa hẹn dối trá. Khổng Tử viết: người không biết đừng nói, không làm được đừng hứa. Trên đời này, uy tín là con át chủ bài lớn để khiến mọi người tin tưởng và mến phục. Quý vị thấy điều này có đúng không? Trong Sử Ký có một câu chuyện được ghi lại như sau. Vào thời Chiến Quốc, thiên hạ phân tranh, khắp nơi trở nên hoang tàn. Thương Ưởng ở ngoài Nam Môn Thành dựng khúc gỗ dài 3 thước, đồng thời hứa rằng ai chuyển được khúc gỗ này đến cửa Bắc, ta sẽ thưởng cho 10 lượng. Nghe vậy, mọi người đều thắc mắc, một việc làm đơn giản như thế mà tại sao lại có phần thưởng cao đến thế? Thấy mọi người đều đứng bất động, Thương Ưởng liền nâng mức tiền thưởng lên 50 lượng. Một người đàn ông lực lưỡng không nhịn được nữa mà bước ra, vác khúc gỗ đến cổng Bắc, sau đó tìm Thương Ưởng đòi tiền thưởng. Thương Ưởng đã sử dụng cách này để thiết lập hình ảnh chính trực trong lòng người dân, đặt nền móng cho việc thống nhất thiên hạ sau này. Làm người phải biết giữ chữ tín, có như vậy mới khiến mọi người tin tưởng được. Đối với việc gì đã hứa, nhất định phải hoàn thành. Có câu nói rất hay, cuộc sống không thể nào nở hoa từ những lời nói dối. Thế nhưng, đa phần trong xã hội lại có khá nhiều người quen với việc hứa hẹn tùy tiện, không quan tâm đến việc người khác thật lòng tin tưởng mình. Quá đáng hơn, còn dùng những lời nói dối liên tục để lừa gạt họ, hòng chiếm lợi. Những người như vậy sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục giống cậu bé trong câu chuyện Chú Bé Chăn Cừu, đến cuối cùng sẽ chết trong miệng sói. Cách nói chuyện thể hiện đạo làm người. Lời nói và hành động của một người chính là hai thứ thiết thực nhất để soi rõ nhân phẩm. Người có nhân phẩm kém, thích nói dối hay khơi gợi thị phi, không chỉ khiến người khác chán ghét, còn khiến bản thân tự đưa mình vào hố sâu. Phần đời còn lại, hy vọng mỗi người chúng ta đều tránh xa kẻ ác, kết giao được nhiều bạn thiện lành và gặp được nhiều điều may mắn. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập viên có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.